Chào các bạn đến với kênh Tự Học Vlog. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách lắp cái card wifi Intel á, chip Intel ha các bạn ha, chip Intel và wifi này có tản nhiệt, có bluetooth luôn cho các bạn luôn. Đó. Cái này rất là đặc biệt ha các bạn ha. Đây là cái card wifi nè, nó có hai cái anten ha. Hàng này mình không biết hàng như thế nào thì mình cũng mua hàng của công ty nè. Đó, cái card rất là nhỏ nha. Đựng trong cái bao ni lông này nè. Rất là kỹ luôn. Vừa rồi mình có gắn một cái card wifi của Tablin mà một râu, đây hai râu ha. Và đặc biệt cái này nó có cái tản nhiệt nha các bạn. Đó, các bạn nhìn nè. Nó có cái miếng tản nhiệt trên luôn. Để mình thử coi mình sử dụng cái card này như thế nào. Card wifi Intel nè ha, AC7265 đó, khe PCI các bạn, có tích hợp bluetooth nha đó. Các bạn thấy đó, nó có cái miếng nhôm đó để giải nhiệt đó các bạn. Rồi thì một hồi mình sẽ lắp vô cho các bạn xem nó như thế nào, và mình tải mình cài đặt nó luôn cho các bạn luôn ha. Nó có hai râu ha, đó có cọng cáp, đó là cọng cáp để gắn bluetooth nha các bạn. Cáp đó đây gắn hỗ trợ bluetooth. Nói chung bây giờ công nghệ tiên tiến rồi ha. Máy bàn, đây là cái card wifi cho máy bàn nha, chứ không phải laptop nha mọi người. À, gắn cho máy bàn. À, các bạn thấy không, miếng tản nhiệt đó, nhìn rất là đẹp luôn. Tích hợp bluetooth ha, 4.2 ha. Rồi đây là cái main, đó là cái vị trí mà để mình gắn cái card vào các bạn, gắn card vào ha. Đó là nó có hai cổng nè, PCI cổng hai cổng đó. Nó còn một cái cổng dài ở trên nữa các bạn, cổng dài ở trên này dùng để gắn card đồ họa. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo cái nắp bên sau ra ha. Tháo con ốc này ra để mình, nó có cái ốp ha, mỗi loại cái khay nó sẽ khác nhau. Loại khay này nó có cái ốp này để nó cố định lại các cái driver lại ha, mấy cái bát á, cố định mấy cái bát lại các bạn. Giờ mình tháo con ốc này ra. À, tháo cái này ra nó rớt một cái bát ra ha. Khe đó, khe một khe để mình gắn cái card vào ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình gắn cái card cho các bạn xem ha. Cái main của mình là cái main Gigabyte nha mọi người. Đây mình gắn qua đây. Ây da, nhầm rồi. Ha, bị nhầm khe ha, khe trên nó gắn không được ha, mình quên mất. Đây mình phải gắn khe dưới. Khe dưới bây giờ mình phải bẻ một cái miếng nhôm này ra ha, bẻ miếng nhôm này ra để có một cái khe. Và các bạn bẻ nhẹ nhẹ ha, tại vì á các bạn biết vì sao không, nó sẽ đụng mấy cái con tụ ở trong cái men đó các bạn. À, các bạn bẻ mà các bạn không để ý nó gãy luôn con tụ ở trong là coi như là bị lỗi ha, hết xài luôn. Cho nên mình phải bẻ nhẹ nhẹ, nó không dám là bẻ mạnh. Rồi mình lấy ra rồi ha, đó các bạn thấy không, nó có bốn con tụ, nó vướng á, vướng cái men á. Rồi mình sẽ gắn cái card vô đây, các bạn cứ đẩy mạnh vô ha, cho nó vô khớp luôn nha mọi người, chứ không có để hờ hờ ngoài nha, nhấn mạnh vô là nó vô. À, đó, nhấn mạnh nó vô.
Sau đó chúng ta lắp cái bát lại, ta gắn một con ốc vô cố định đó ha. Nó có một cái con ốc đó. Các bạn thấy không, giờ mình gắn đã gắn cố định đó rồi đây. Rồi mình sẽ tiến hành mình gắn con ốc nó ngoài sau nè. Đó. Cái loại này nó cho ốc sẵn luôn, cho nên mình cứ lấy con ốc của nó mình gắn vào. Mình gắn cố định cái bát là vô ha. Nếu mà các bạn không cố định á, các bạn xài á, lâu ngày nó lật ra vô nó bị cháy luôn đó các bạn ha. Các bạn lưu ý cái này. Đó. Giờ mình siết ốc vào. Rồi mình lắp cái miếng cái bát ở trên vô ha, để mình che lại cho nó không có chuột bọ kiến gián gì nó bò vào đây ha. Nói chung chuột gián rồi đó. Rồi mình gắn con ốc trên luôn, cố định nó lại luôn. Các bạn thấy không, nó lòi ra hai cái khe, hai cái lọ đầu để mình gắn cái anten vô hả. Mình cố định nó lại luôn. Bây giờ PC mình lắp wifi cho nó tiện nha, chứ còn mình kéo dây nó rầm rà. Nhưng mà con cái là ha, nếu mà các bạn muốn tải dữ liệu nhiều ha, này kia đồ cho nó chạy bền vững, nói chung chạy mạnh đó, thì các bạn nên xài cáp nha các bạn. Cáp nó sẽ cố định nó tốt hơn wifi nhiều ha. Chẳng qua là ha, mình gắn vô để mình tiện lợi khi mình di chuyển chỗ này chỗ kia, để mà nó không cần phải kéo cọng cáp thôi các bạn. Chứ còn mà mình đã gắn vô cố định một chỗ nào rồi đó, mình kéo cái cọng cáp thì cái cáp nó xài tốt hơn nhiều ha. Rồi bây giờ mình sẽ gắn hai cái que râu nó vô ha, cái anten đó các bạn. Đó. Cái râu này mình bẻ thẳng ra ha, bẻ thẳng ra mình gắn vào thôi. Rất là đơn giản cái râu này. Rồi xong một cây. Đó, các bạn bẻ xéo nó lên. Rồi tiếp tục cây còn lại ha. Giờ nó chữ L này mình chỉ cần bẻ ngay ra thôi và vặn vào là ok. Rồi thế là xong ha. Rồi bây giờ mình đã lắp xong rồi, mình ra phía trước để mình sẽ tiến hành mình gắn thêm cái dây vào. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái cọng dây này mình gắn vào để mình làm cái gì các bạn. Mình nối Bluetooth ha. Cọng dây này kết nối. Đó, một đầu nhỏ đó mình gắn vô cái cạc wifi ha. Wifi nó có một cái cổng đó, mình sẽ gắn vô đó. Nhấn mạnh vô ha. Nhấn mạnh vô là nó vô khớp rồi. Nó vô khớp rồi đó. Rồi đầu còn lại. Đầu còn lại nè các bạn, là đầu USB ha. USB. UPS, USB ha, USB. Thì á bạn thấy nó có cái chữ USB đó. Bạn coi trên men cũng có cái cổng USB đó, thì chúng ta cắm vào. Đó, cái cổng USB đó các bạn. Ha. Giờ mình cắm vào. Cắm đúng khớp nó, đúng cổng nó là đúng cái chân của nó là nó vào ha. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn vào ha. Rồi thế là xong. Cái khay này các bạn, cái khay này á, nó được cái là nó giấu hết dây ở trong bên hông hết trơn bên kia, nhìn nó chống lỏng à, nó gọn băng à ha. Giờ mình gắn cái cọng dây này vô nó lòng thòng à. Mình tính tìm chỗ mình giấu nó. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình tải cái driver về ha các bạn ha. Tại vì trong cái hộp này nó không có đĩa driver, mà mình lên trên cái trang web mà của bán hàng nè. Đó, ngay chỗ này nè các bạn, đây nó có tải driver sản phẩm nè. Nó thuộc cái trang của Tinh Học Nguyễn Tài nè .com ha. Thì cái chỗ này mình mua, mình lên đây mình mua nè các bạn. Đó, mình vô đây ha, hỗ trợ sản phẩm.
rồi vô cái chỗ cạc wifi Intel nè. Đó. Mình vô cái driver wifi cho mình tìm cái dòng sản phẩm mà mình mua ha, Intel AC7265 nè. Đó, mình click vô đây một cái. Click vô đó thì nó sẽ ra những cái dòng cạc cho mình ha. Mấy cái đường link nè, đây là cái đường link mà ha, cạc wifi nè. Thì cái máy mình sử dụng Win 764 bit ha. Thì mình tải nó về. Mình nhấn vô nó ha. Tải cái wifi về. Rồi mình bấm đó cho nó download. Rồi đây là cái Bluetooth mình cũng tải về luôn. Tại vì mình phải tải hai cái nha các bạn, hai phần mềm để mình cài vô cái driver này ha. Đó. Thì ở đây nó đang tải nè. Đó, nó tải sắp xong rồi các bạn ha. Rồi, thì nó tải hoàn thành rồi đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cài đặt. Mở cái thằng đầu tiên lên. Đó, mình cho run cho nó chạy ha. Đây là mình cài cái wifi, cái wireless á. Phần wireless wifi đó. Rồi nó hỏi mình có chắc chắn không hả, update lên version mới hay không ha. Rồi yes đi. À, do là hả lúc nãy á nó cũng chạy rồi. Ok, net net. Đây cái phần mà quay nó hỏi mình sửa hay không nè. Do là nãy mình có click rồi các bạn. À, mình click mình cài rồi mà có một cái là nó bị lỗi cái phần quay màn hình ha. À, cho nên đó mình cái phần đó mình không cài tiếp, mình giờ mình cài cái Bluetooth ha. Sau khi mà các bạn cài xong rồi đó, cài driver xong rồi thì các bạn á vô trong góc này nè. À, đây đây nó có màn hình, có cọng dây nè. Bạn chọn cái wifi của nhà mình để mình click vô ha. Đây mình click vô đây, rồi mình vô cái chữ connect ha, mình connect. Bạn chờ cho nó chạy ha, nó dò tìm. Rồi bây giờ chúng ta nhập cái password của wifi mình nhà vào ha. Đó, mình nhập vào. Rồi, nó hỏi mình có mấy cái mạng nè. Mình chọn cái nào, mình cancel đi. Không cần, nó tự động nó sẽ chọn cho mình luôn ha. Cancel. Lâu. Rồi, mình click vô đây lại. Mình tìm coi. Đó, ngay chỗ này nè các bạn. Nó ra cái cột wifi này nè. Đó, các bạn thấy nè, ở đây nó có hai cái luôn nè. Một cái wifi ở trên đó là cái mạng wifi đó các bạn, ở dưới là cái mạng cáp ha. Mình tại vì hiện tại mình chưa có rút cái cáp ra, tại vì lúc nãy mình tải về mình cần phải có cắm cáp vô để mình tải ha, mình chưa có rút ra. Bây giờ mình sẽ rút cái cáp ra cho các bạn xem, rồi nó sẽ còn lại một cái wifi thôi. Đó, thấy không, các bạn thấy không, mình rút cáp ra rồi đó, nó còn có cái wifi thôi. Nó bây giờ á, mình không cần sử dụng có dây nữa, mình sử dụng không dây nha. Sử dụng không dây. Bây giờ mình vô kiểm tra tốc độ đó. Mình click vô cái chữ wifi network ở trên đó ha. Rồi bây giờ nó ra nè. Các bạn vô ngay chỗ cái mũi tên ha, ngay cái chỗ chuột của mình á, mình đang coi cái tốc độ nó đang di chuyển, đang chạy á. Nó ra lên, nó nhảy múa lung tung nè, 270 nè. Để đó lên 300 rồi các bạn. Đó, tốc độ nó chạy lên tới 300 rồi đó. 270, lên xuống. Thì mình để coi, mình coi cái tốc độ chính thức của nó là nó chạy tối đa là bao nhiêu ha. Mình quay lại coi cái trang web mà hồi nãy mình tải driver về đó bạn. Cái trang web mà nó quảng cáo đó. Đây là cái trang web mà mình mua sản phẩm ha. Thì
Thì các bạn nào có mua thì các bạn lên đây các bạn mua cũng được. Đây mình mua chỉ có cạc này chỉ có 350.000 các bạn. Còn về sử dụng như thế nào mình chưa biết nữa. Đây, tốc độ tối đa là 887 MB ha. Nó có Bluetooth 4.0. Mà cái tốc độ này á, để đạt được cái tốc độ này phải sử dụng 5G nha các bạn. 5G ha, nó mới sử dụng tối đa tốc độ đó ha. Còn bây giờ á, nó sử dụng bình thường á, nó chỉ chạy tầm này thôi các bạn. Nó 200 mấy, 300 mấy nè. Đó. Nói chung là tốc độ này là nó tải vô tư rồi các bạn. Nó chạy vô tư rồi ha. Đây. Rồi bây giờ tới cái phần mà Bluetooth ha. Mình sẽ connect cái Bluetooth cho các bạn xem. Đây, đây là cái biểu tượng Bluetooth. Bình thường là máy mình đâu có Bluetooth đúng không? Bây giờ nó có Bluetooth, mình add cái thiết bị vô nè ha. Bấm vô. Để mình mở cái Bluetooth trên điện thoại lên ha, để cho connect với cái máy tính coi. Rồi. Bây giờ mình add vô ha. Đó, nó giờ tìm nè. Cái iPhone mình nhảy vô nè. Đó, cái phone mình nhảy vào đó ha. Rồi, bây giờ mình sẽ connect thử coi hai cái thiết bị này coi. Mình sẽ click vào. Đó, click vào xong rồi bấm net ha, bấm net. Đó, nó ra một cái mã. Bây giờ mình nhập cái mã này trên điện thoại mình vô ha. Nó sẽ connect và mình chấp nhận kết nối. Rồi. Đó, mình đã nhập ở trên kia rồi, mình bấm net ra đây luôn. Trên cái điện thoại mình đó các bạn. Rồi, bây giờ mình chỉ chờ nó kết nối thôi ha. Chờ nó kết nối thôi. Đây là cái phần Bluetooth nè, cái kiểm soát Bluetooth để mà chơi nhạc rồi nè các bạn. Đó. Mình click vô đây. Mình có thể ha, mình điều khiển nhạc đồ trên này luôn nè các bạn. Đó, mình bấm vô cho nó hát nhạc nè. Nhưng mà do nhạc này nó có bản quyền sẽ mình sẽ không có đưa cái tiếng lên ha. Các bạn thông cảm. Đây mình chỉ chia sẻ cho các bạn cái cách để làm thôi. Rất là đơn giản luôn. Ở nhà các bạn đều cũng có thể mình đã trang bị cho một cái máy PC của mình ở nhà, một cái cạc Wi-Fi ha. Đây là cái cạc Wi-Fi mà chạy chương trình chip Intel ha. Chip Intel 7265 có tản nhiệt và có Bluetooth luôn nha các bạn. Chỉ có tốn có 350.000 thôi. Còn xài tính như thế nào, hôm nay nói chung mình sử dụng cũng hơn 2 tuần nay rồi mà mình thấy nó ổn định bình thường. À, do mình làm mình để coi nó có vấn đề gì không để mình chia sẻ cùng các bạn đó ha. Rồi, cảm ơn các bạn cũng đã theo dõi và các bạn nhớ đừng quên cho mình một like, một share và một đăng ký kênh ha các bạn ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt các bạn.